Good afternoon, everyone. Welcome to first English class. Today we are learning English about letter U. But Sayuan Susday, Kon Kon Tiang Okni, Som Swakum, Mokan Tana, Pisa Uncle, the Bong Tangani, Yung Rian Chimwikni, Ompi Aso, U. Pantai Moncho Donica, Saksa. Nâu mê riêng ní, xôm côn côn tiếng ọc ní, chùi chọc bịa chiêu, rưu bịa subscribe, đòl channel YouTube, rô bỏ lục rú, mô nẹ mùi phòng. Á xoay dũ cư chìa sạ, kì á xoay dũ cư chìa sạ. Á xoay dũ đại dân riêng thằng ngày ní, miên đôi chì bịa thà umbrella, bịa thà ukulele, bịa thà uniform. Chẳng miễn bày biển á, biển thì mỗi miễn một miễn thà umbrella, biển thì biển chứ một thà ukulele, biển thì bày chứ một thà uniform. Ok, let's go. U for umbrella. U for umbrella. Umbrella I can spell. U, B, R, E, double L, A. An thà umbrella antha umbrella umbrella prae tha chat rư ko tang yu u for ukulele ukulele I can spell u k u l e l e antha ukulele kể ukulele ukulele cứ chỉ ở một con trai đôi guitar đấy phần tai bị tôi chiến guitar ukulele phải thả ở một con trai u for uniform u for uniform uniform I can spell u n I f o A M an tha uniform uniform prae tha ai son than ke uniform prae tha ai son than okay ela lu kru song khaep oi lang veng a so u keu che sra u for umbrella umbrella prae tha chat rư ko tang u piak tha ukulele ukulele prae tha upakor dantrai doch chea guitar dai pantai vie tou chea guitar hai mien khsae 4 piak tha uniform uniform prae tha aik santhan uniform prae tha aik santhan